quân đội Ukraine thừa nhận lực lượng Nga đã tiến vào thành phố Donetsk, đe dọa chia cắt tuyến đường huyết mạch hậu cần của Kiev ở vùng Donetsk. Theo hãng tin Reuters, khuya 7 tháng 10, giờ địa phương, quân đội Ukraine thừa nhận các lực lượng Nga đã tiến vào khu vực ngoại ô thành phố Donetsk ở vùng Donetsk. Người phát ngôn nhóm tác chiến chiến thuật Luhan chia sẻ trên truyền hình quốc gia Ukraine, tình hình không ổn định. Giao tranh đang diễn ra ở tất cả các cửa ngõ vào thành phố. Quân Nga đã tiến vào khu vực ngoại ô phía đông thành phố. Donetsk là thành phố nằm trên đồi ở vùng Donetsk. Khi cuộc nội chiến Ukraine nổ ra năm 2014, thành phố này nằm ngay gần ranh giới giữa khu vực kiểm soát của Kiev và của lực lượng dân quân thân Nga. Do đó, Donetsk đã là nơi giao tranh suốt 10 năm qua và đang đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng tuyến của Kiev. Nếu Donetsk thất thủ, quân đội Nga sẽ chia cắt nhiều hơn các tuyến đường tiếp tế chủ chốt giữa hậu phương và tiền tuyến của Kiev. Trong số đó có tuyến đường huyết mạch nối thành phố Pokrovsk và thành phố Kostyantynivka. Đây đều là những thành phố có tầm quan trọng chiến lược ở miền đông Ukraine và đang đối diện sức ép quân sự rất lớn từ lực lượng Moscow. Việc giành quyền kiểm soát Donetsk sẽ giúp Moscow củng cố sự kiểm soát đối với vùng Donbass, nơi từng là thủ phủ công nghiệp của Ukraine trước khi chiến sự bùng nổ. Việc quân Nga đánh đến địa giới của Donetsk diễn ra chưa đầy một tuần sau khi thành trì quan trọng ở miền đông của Ukraine là thành phố Vuhleda bị đánh gục. Những bước tiến trên cho thấy chiến dịch tấn công vùng Kursk thuộc Nga của quân đội Ukraine đang không đạt được toàn bộ mục đích. Giới chức Ukraine từng thừa nhận mục tiêu của chiến dịch này là phân tán lực lượng và kìm bước tiến của Nga trên chiến trường Donbass. Tuy nhiên, bất chấp kế hoạch ấy, quân đội Nga vẫn tiến nhanh về phía thành phố Donetsk từ hồi tháng 8. Lực lượng bộ binh Moscow với sự yểm trợ của bom dẫn đường có sức công phá lớn đã lần lượt giành quyền kiểm soát những ngôi làng xung quanh và thu hẹp vòng vây quanh thành phố chiến lược này.